Rồi bây giờ tụi mình sẽ tiến về cầu Thiên Sinh. Các anh chị trong quán hồi nãy thấy tụi mình đi khoái quá đòi đi theo mà không có được rồi. Cái đường đó xe ô tô đi không lọt các bạn. Bây giờ may quá trời may luôn kìa voi à. May thời tiết rất là ủng hộ tụi mình. Quá đẹp luôn voi. Trời ơi. Chưa phải là xuất sắc nhất đâu các bạn ơi. Bạn voi nói còn chưa phải là đẹp nhất nữa nha các bạn. Voi à. Quên kéo dây kéo áo lạnh, lạnh quá voi ơi. Lạnh quá các bạn. Đêm qua lạnh ngủ đã lắm luôn. Vừa kéo cái mền một. Ồ, bạn voi chỉ kìa các bạn. Em ra ngoài chị ơi. Rồi, ok. Bịt đường luôn. Ồ. Không nhìn thấy gì luôn. Ở bên kia là ruộng bậc thang ấy. Ờ, bạn voi mới chỉ mình là nhìn cái đám ruộng bậc thang bên đây nè. Mây đang bay bay lại, bây giờ là bịt đường luôn, hết thấy luôn. Ồ. Gần núi mờ mờ ảo ảo bên kia. Rồi đi thôi voi, nào đẹp nữa mình quay nữa nha. Quá đẹp, bồng lai tiên cảnh. Chuyện gì? Chuyện gì thưa các bạn? Trời ơi! Đúng rồi, chỗ này mà không dừng nữa tôi dặn luôn á. Trời ơi các bạn ơi. Nhà có cái điểm sạt lở. Đẹp này. Quá. Trời trời trời, sạt lở hả? Má ơi. Rồi ơi, vô không nói không đi. Trung ơi, chỗ sạt lở đó Trung. Nơi đẹp là nơi nguy hiểm. Trời ơi, nguy hiểm dữ vậy? Gái đẹp là gái. Đẹp là gái phải cẩn thận. Cũng nguy hiểm luôn. Wow. Trời ơi, câu đó là câu của tôi nói gì nè, hồi đó tôi học nè. Hoa đẹp là hoa có gai, gái đẹp là gái có hai tâm hồn. Ờ, câu đó là gì đó? Hai ba chồng. Không, chụp hai nơi xong rồi nói là đẹp là nguy hiểm. Đẹp là nguy hiểm, mà nguy hiểm thiệt các bạn ơi. Sạt lở nè. Trời ơi, từ trên đây nó sạt cái ào. Chưa, chị chưa nói hết câu nữa. Cái ào xuống dưới luôn. Còn bên kia thì trùng trùng đẹp đẹp, ruộng bậc thang luôn. Hàng ngàn xa số những ký mây luôn. Ôi ôi. Xong rồi các bạn. Đây là con đường để đi ra cầu Thiên Sinh nha. Hiện giờ đang bị sự cố gì đó mà không có đi ô tô lớn được. Hồi nãy xe 16 chỗ đoàn kia tính đi mà đi không được. Voi à, lên xe. Voi á, giới thiệu á, hai bên đường này nè các bạn là những cây hoa dã quỳ. Hoa quỷ già. Hoa dã quỳ đó các bạn. Đây là lá của nó nè. Thì tới mùa chỗ hoa nó sẽ vàng rực hai bên đường luôn. Bây giờ không phải mùa. Cái gì nữa rồi? Lại có gì đẹp hơn? Đi với cái thằng hơn. Chỗ này đẹp hơn chỗ hồi nãy nữa hả? Không, chỗ này ghê hơn. Không, chỗ này ghê hơn các bạn ơi. Nó lở xuống dữ hơn kìa. Bà chị này đi săn cái điều gùng gỡn gì không à? Quá. Ôi trời ơi, ánh sáng. Tự nhiên nó hực lên kìa. Cái suối nữa kìa. Này thả, phải thả lai ca mới đẹp. Mà thằng Trung nó không cho mình ở đây lâu. Trời ơi, dịnh tao nghe Trung. Sao ông kêu hết pin rồi? Ghê quá kìa. Sao ông kêu hết pin rồi? Được hết trơn à. Ở chỗ anh Hèn ông quay 360 độ cả cái thôn chỗ anh Hèn đó thì đẹp quá rồi. Ôi ôi đã kìa, ánh sáng vừa rực lên. Người ta là chỗ anh Hèn hay sao đúng không? Chỗ anh Hèn, Hèn, Hèn. Đó là người tin đọc. Không, tên Hèn, gốc. Hèn, Hèn, Hèn. Biết rồi nhưng mà cái tên gốc của người đồng bào đó là gọi là Hèn. Ôi. Rồi, các bạn đang cãi lộn. Mình đang đứng trước một điểm sáng rồi. Xong rồi cứ đọc dòng lấy mấy cái hồi hình. À, chưa kịp phỏng vấn voi đó đi rồi. Đi luôn. Đi đi, voi à, đi đi. Dặn, nghỉ hỏi luôn, nghỉ không vắn luôn. Mấy bà muốn ghé, mấy bà ghé. Mấy bà muốn đi, mấy bà đi. Tụi mình chẳng qua là nô tì với nô bọc thôi. Đừng có buồn voi à. Để nào rảnh nó chở đi riêng rồi tụi mình muốn dừng đâu dừng nghe voi. Dạ, yeah, xin chào bà con, xin chào. Hết một mùa lúa rồi. Ở đây do không có đủ khí hậu nóng đó các bạn, nên mấy cái mùa khác
cho dù có trồng cũng không có lúa, không có lợi kết hạt được, chỉ trồng có một mùa thôi. Nước nôi, thời tiết nóng không có. Con đường mình đi nãy giờ quanh co ngoằn ngoèo thấy ghê lắm luôn. Kìa bà con lại gánh nè, để mình coi có phải gánh trên chán không ha. Người Hà Nhì sẽ buộc dây vào chán để gánh đồ. Dạ xin chào, đúng rồi, xin chào bác. Bác lại gánh đồ bằng chán đó các bạn, rất là độc lạ ha. Rồi chuẩn bị mình xuống một con dốc ngay voi. Voi à ôm, không thôi nguy hiểm. Ôm cua má ơi. Chứ tôi không dám kêu má ôm tôi đâu. Tiếc quá, hai voi phải ra sớm thêm tuần lễ nữa là lúa đồ còn hết luôn á. Tiếc gì đâu. Gom á, mình thấy bà con đốt bỏ nhiều quá các bạn. Đem về cũng có mà thấy đốt tại ruộng nhiều lắm. Tiếc quá tiếc. Mới vừa gặt xong luôn, còn vàng hực luôn. Chào. 54 dân tộc anh em. Mình đó giờ tiếp xúc được khoảng gần 10 dân tộc à. Không biết khi nào mình gặp hết đủ 54 dân tộc nữa các bạn. Đây, chú đây. Trang phục của người đàn ông đây. Con chào bác. Co nè các bạn thấy không? Voi ơi, mình ôm nữa không? Voi nói ôm anh ơi. Thơm quá. Mùi rơm thơm quá. Đốt hết luôn. Cái nhà giữ chân lúa hay gì ta? Dạ, anh chào bác. Dạ, xin chào. Đó, bà con còn làm nè. Vậy là bà ta còn đi gặt nè, voi. Đông gì nè, là đang đi gặt đó. Gặt tay không á các bạn. Suốt thì ở đây mình thấy có máy suốt lúa là hiện đại rồi. Còn mấy chỗ khác là đập luôn, đập ên luôn. Đúng rồi, còn nè, bà con vô nè. Để mình đậu nép qua đây. Voi à, nước đang chảy trơn lắm nghe voi. Mà voi có sợ không? Ghê quá. Anh đi vào sâu trong đông rồi. Trời, lúa bị sập luôn. Nè, còn lúa nè mà sập rồi nè. Trên đây cũng sập lúa nữa, như miền Tây mình luôn các bạn. Là do bữa bão hả? Vâng. Mà bình thường là đâu có bị sập vậy ha? Bị sạt từ dạ. Dạ, cảm ơn. Sạt lở luôn kìa. Trời ơi, sạt lở luôn. Dưới kia còn nhiều. Vậy hả? Còn nhiều nữa hả? Trời ơi, ảnh hưởng luôn các bạn. Nãy giờ không thấy, tính đâu là lúa sập là do gió thôi. Trời ơi, lở luôn. Rồi hư đất của bà con hết trơn rồi. Con suối kìa, nó chảy từ trên kia xuống nó sạt hết. Sạc. Trời ơi. Trời ơi, kinh khủng quá. Rồi cái phằng này ngày trước á là nó liền qua bên đó luôn hả bác? Không. Hai bên này. Dạ. Bên này. À, cái suối ngay giữa ha. Đúng rồi. Bên kia thì nó bây giờ đang nó có lúa. Dạ. Gốc ở kia. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn bác. Cảm ơn các bạn nhé. Dạ, hẹn gặp lại bác. Dạ. Trời ơi, thương quá các bạn ơi. Trời ơi, giữa đường luôn. Không sao, này không sao. Đây là sụp xuống, nó sụm xuống luôn các bạn. Đây, rồi, ngoài này nó nứt này. Ờn quá. Ồ, đường này bởi vì xe lớn quá đâu đi được đâu, nguy hiểm quá. Nhà nước cũng gắng đầu tư đường xá đàng hoàng chỉnh chu cho bà con đi. Nhưng mà khi làm được như vậy á, một thời gian như sạt lở hay là mưa lũ gì đó là nó bể banh hết trơn rồi các bạn. Hôm qua con đường mà từ xã Mường Hùm của huyện Bát Sát mà qua bên Y Tý á, trời ơi, con đường nó kinh khủng cực kỳ xấu luôn. Chạy có 30 km mà mình khủng hoảng tinh thần luôn. Vừa xấu vừa trơn vừa bể. Đường nứt hết trơn. Nhà nứt đường hết nè các bạn.
gì rồi? Làng của Trung Quốc. À, ủa, tới vậy đó hả? Ừ, bên kia là Trung Quốc rồi đó. À, dùng hết khả năng. Bên kia là nước bạn Trung Quốc rồi. Có khu làng này, chắc lại gần đó rồi, thấy các bạn, xa quá. Mình thấy gần nhất ở đây là chiếc máy xúc lúa, rất là tuyệt vời. Bà con có máy móc rồi, mà nhưng cái phần làm ruộng á, vác lên đây đều đó, phải dùng sức người, sức trâu. Đa số là sức người à, con trâu nó không có làm gì chứ, nó ra theo, nó ăn gom chơi thôi. Trời ơi, gom bỏ giữa lộ luôn, vô à, rất là ghê nghe vô. Ôi, cái dốc này sao xuống. Ôi, dốc này mà xe bán tải sao xuống. Khủng khiếp quá. Chắc độ dốc phải đến gần mét không anh? Trời ơi, ừ. Sao vô không sợ miếng nào chứ nghe vô. Sao quá cơ. Kìa, ở trước sạc dữ nữa kìa. Cảnh báo nguy hiểm. Khu vực lũ ống, lũ quét. Rồi à, mình đi đường nào? Đó, mình đi thẳng nha anh. Ờ, bên đây có một đường mòn nữa nè. Mẹ, em cũng không rõ nữa. Ừ. Ôi, không được rồi. Mình phải đi lên trên này. Ờ. Đừng, 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 đừng. biết rồi, anh thắng được. Rồi à, sao vô kêu anh đi thẳng? Mình ra suy dạy. Sụm luôn rồi các bạn ơi. Ôi, cái khoảng cách này nó phải đến đâu, không một mét. Má ơi. Trời ơi nè. Ờ, rồi à, té. Trời ơi, nó sụp nè các bạn. Ôi, trời ơi. Thế này thì xe bán tải nữa không thể vào được không? Dạ mang. Ơ, vô à, té nữa. Ờ, kinh khủng quá. Má ơi. Một cảnh tượng hải hùng quá các bạn. Đá ở đâu mà nhiều dữ vậy không biết hay các bạn. Phan, chuyện gì? Bạn voi kêu kìa. Ai kêu đi trước làm chi? Sợ tôi. Sợ tôi chạy không được. Đi bộ trước. Voi à. Sao voi đi bỏ tôi? Ghê quá. Ghê quá, một cái cầu tre bắt ngang qua suối. Woo. Hello. Quay suối rồi. Trời ơi. Ghê thiệt. Tưởng tượng một cơn lũ về cái nó ướt hết trơn cái tảng đá này, một cái nó khủng khiếp cỡ nào các bạn. Cái nhà mình đó sập luôn. Ghê quá voi ơi. Em có đi nổi không? Đó. Trời ơi, tin tưởng anh đi. Đây cũng là một cái trải nghiệm mà đang nhớ trong lần quay lại Y Tý. Trước đây khi mà mình đi ấy, thì Y Tý rất là đẹp. Ừ. Là một điểm đến thu hút được rất nhiều người. Ừ. Còn bây giờ sau cơn bão vừa rồi, lũ đã cuốn trôi rất là nhiều thứ, phá hủy con đường này, cái khúc này là gần như là phá hủy hoàn toàn luôn. Bởi vậy nên là xe bán tải chỉ dừng được đến đấy thôi. Đi xe máy thôi. Những người nghèo như tụi mình đi xe máy vẫn sướng hơn. Trời ơi, đi đâu cũng được hết. Sắp tới Trung Quốc rồi đó nghe. Tôi gả bạn qua bển lấy chồng Trung Quốc nghe. Nếu mà bạn voi lấy chồng Trung Quốc đẻ con ra là dân tộc gì? Hình như dân tộc Hán. Lấy cái chồng Hán đi. Em thì như dân tộc chắc theo cha ấy ha. À, theo cha. Còn quốc tịch thì con sinh ra thì tính, còn voi vẫn còn gốc Việt Nam, tới một giai đoạn nào đó voi sẽ được đổi quốc tịch. Nhưng mà phải yêu nước Việt Nam nghe. Suối trắng xóa. Bây giờ lấy chồng Liên Hợp Quốc đi nữa vẫn là quốc tịch Việt Nam nghe. Tất nhiên rồi, mình chẳng bao giờ mình bỏ quốc tịch Việt Nam được cả. Việt Nam muôn năm, Việt Nam mãi đỉnh. Dòng máu Việt Nam. Ờ, tôi yêu Việt Nam các bạn. Bạn voi là một người mà rất thích đi du lịch, nhưng bạn voi là chỉ thích đi du lịch Việt Nam thôi, chào anh. À, Việt Nam chúng ta có quá nhiều cảnh đẹp. Đi mòn, đi mỏi, đi mãi vẫn không đi hết. Mình rất thích đi Việt Nam, các bạn đi đâu mình cũng nói chuyện được nè. À, yêu quê hương, yêu dân tộc mình. Còn đi nước ngoài thì học những cái hay, cái mới lạ thôi. Nhưng mà hạn chế nhiều lắm các bạn. Từ văn hóa, ngôn ngữ tới pháp luật rồi đó, mình không hiểu là bị vi phạm. Cái này có một điểm sạt lở rất lớn, nhưng mà mây nó đang che mất rồi. Chặt từ trên núi cao luôn á Doi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, khủng khiếp các bạn ơi. Sạt lở rất là lớn luôn, từ trên núi xuống luôn các bạn. Các bạn nhìn này ha. Ồ, nó chảy xuống đây
hàng ngàn tấn bùn đất luôn các bạn. Ở bên Trung Quốc họ trồng rất là nhiều chuối. Họ thích ăn chuối hả? Họ trồng để xuất khẩu và bán rất là nhiều. Đấy, luôn cái vạc đồi bên kia là chỉ là trồng chuối thôi. Và làng của họ ở trên ấy. Cái làng họ nhìn giống như khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao. Ủa, gạo rồi. Kìa kìa, cái xe ăn chung đậu kìa. Không. Ủa, phải xe ăn chung không? Đi bộ vào. Chuyến trải nghiệm này gói quá. Hồi trước là xe mình đi thẳng vô luôn hả? Đúng rồi, ngày trước là đi thẳng xe vào trong đấy luôn. Gào lại rồi. Thì người ta đã gào lại hết rồi. Tới biên giới rồi đó các bạn. Nãy ngay giữa cái đường bóng lưỡng này nè, các chú bộ đội phải lấy đá để ngang luôn, bạn không cho xe ô tô cơ động qua được. Bây giờ tụi mình phải leo gào các bạn. Leo đi voi. Giống như buôn lậu. Chúng ta đi buôn lậu voi nha các bạn. Voi này có hai. Mình đang dẫn đường các bạn sang bên kia để bán thận. Bạn là muốn bán thận thì cứ theo mình nhé. Mình kinh nghiệm đi sang bên đi nhầm, thực ra hôm đấy là đi nhầm sang bên làng của người Trung Quốc. Đi gọi hả? Qua bán gọi luôn hả? Dạ. Rồi có bị bắt không? Không. Rất là hên là không sao. Chứ quả đấy mà có sao thì chắc là người ta đưa mình về cửa khẩu luôn này. Bán thận luôn. Ôi chặn rồi kìa. À cục móc. Biết nói tiếng Trung Quốc không? Nói cái gì? Mi hảo. Mi hảo chị hả không? Chị hả? Chị hả? Ngồi anh đi. Ngộ nị là xin cho tiền hả? Là tôi yêu anh, tôi yêu quý bạn ấy, chứ là ngồi anh đi mà cho tiền. Dạ. Ủa, còn xin xin là của nước bạn hay nước mình? Là giữa hai nước luôn. Của hai nước luôn. Bây giờ làm cổng gạo lại luôn rồi. Ngày xưa thì không có cái cổng này đâu và cũng không có cái hàng rào này đâu. Trời ơi, hàng rào biên giới thì các bạn. Đúng rồi. Má ơi. Nó làm dọc biên giới luôn, kéo dài luôn. Chết một chú bộ đội chú gác ở đây bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm đâu, mới được 5 phút thôi. Mới đổi cả 5 phút. Ôi ghê quá. Đây cho bạn xem, đây là cầu Thiên Xanh hay còn gọi là Thiên Sinh. Trời sinh ra cái ranh giới tự nhiên với Việt Nam và Trung Quốc. Đây cho bạn xem cái trời ơi, cái ranh giới tự nhiên này. Ranh giới tự nhiên. Ê, làm gì đấy? Ê, có xin chú bộ đội chưa? Có xin chú bộ đội chưa mà? Thầy đứng đây hồi bộ đội bên kia lại không? Mình đâu có qua đâu phải không? Đây, rồi cho trời. Trung Quốc là một con hẻm, con rồi. Cái hẻm này sâu lắm đấy. Đây cũng chảy ra sông Hồng này. Đây là bắt khởi nguồn của sông Hồng. Ôi trời, cái kẻ này là danh giới tự nhiên luôn á. Ê, cầu Thiên Sinh mình đang đứng này ha. Đúng rồi, đây là cầu Thiên Sinh mà. Rồi, mình đang đứng trên cầu luôn á. Đúng rồi. Đây là cầu Thiên Sinh nè, đúng rồi, nè, lăng cán cầu nè, bắt qua con hẻm núi đó đó. Đúng rồi, gạch cái hẻm này là cái ranh giới tự nhiên của hai nước. Trời ơi, nổi da gà quá, thiêng liêng quá chung. Sâu lắm, nước này là đổ ra sông Hồng. Cái cầu này một bên thân nữa nha các bạn. Đây, tới đây là ranh giới nè. Thì bên phần nước bạn gào lại, họ quấn dây kẽm gai luôn. Trời ơi, tốn biết bao nhiêu tiền họ gào lại. Ghê quá, ý nghĩa quá. Bạn Trung đã đưa mình đến một nơi quá ý nghĩa. Rồi cái khe núi nè. Chảy ầm ầm ào ào luôn. Khi mà người ta chưa làm cái cửa sắt này. Thì bà con mình xung quanh đây này, buổi sáng đi chợ qua bên đó. Mua các nhu yếu phẩm. Đi qua lại không cần giấy tờ luôn. Thì cứ đi về vậy. Là bà con đi tự do. Cái nữa là gần hơn chợ mình. Mà người ta, những cái đồng bào của mình lại nói được tiếng của bên Trung Quốc. Rất là hay chưa đó. Giao thoa văn hóa. Có hôm mình lên thì một bác mua hơn chục con vịt bác về bác nuôi. Thì mình bây giờ rào lại rồi là không ai đi qua được nữa. Mình hồi tối đọc á thì bà con người Hà Nhì là có nguồn gốc từ Nam Trung Quốc với một phần của Việt Nam. Nên bà con có thể qua lại bình thường luôn. Thậm chí người Hà Nhì người ta nói được tiếng bên Trung Quốc. Tiếng phổ thông bản ha. Hoặc là cái tiếng địa phương của người đồng bào bên này luôn. Bên trong có cột mốc nữa kìa. Cột mốc của bên Trung Quốc cắm. Trung Quốc đúng rồi. Để mình quay xuyên vô. Cột mốc số 87 luôn. Bằng nhau mà. Hai bên đều có hai cột mốc thế các bạn. Đây, dùm nè. Cột mốc bên kia là của bạn cắm. Còn bên mình là mình cắm.
À. Nước là mình đứng ở đây thôi, không sang có cho bộ đội phòng gác ngay đây. Ừ. Nhớ là tớ còn đứng đây này, bạn là đứng ở đây thôi. Hai bạn này nghiên cứu thì hay. Bây giờ mình hiến kế vậy nè. Chỗ này nó cũng có sự sửa sửa này. Bây giờ vậy nè. Ngày xưa thì nó cũng hàng rào như giống bên đó đó. Không, ý là cái chỗ này. Phải cải hoài. Phải cải hoài đi. Đổ lại hết mà. Bây giờ vậy nè. Tôi giết bây giờ. Tôi dắt mấy người qua Trung Quốc chơi. Thôi thôi bạn. Nè, đưa cái chân vô. Bỏ đi bạn ơi. Ui, ai da. À rồi, kẹt luôn. Kẹt luôn, nó khôn quá, nó không cho qua cái đầu gối làm sao mà đặt chân đây. Bỏ đi làm người bạn ơi. Rồi, chỉ có lú qua. Tôi đã đụng chân vào đất Trung Quốc rồi các bạn. Gào kỹ quá kỹ các bạn ơi. Làm hết Trung Quốc làm không à. Cái khe này không biết kéo dài tới đâu hay chung ha. Sâu lắm. Sâu ghê luôn. 100 mét đấy chứ rồi. Đâu đây. Anh đứng ở đây quay được cái nước, dòng nước rồi nữa. Đang quay nè, thấy nó xa xa nó có cái dòng nước nó đổ ầm 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 luôn. Bây giờ mình sẽ quay cục mốc của Việt Nam chúng ta cho các bạn xem. 87 chung luôn ha. 872 tại sao 2? 87 871 mình là 82. À. Đây, cục mốc số 87 nhưng mà có số 2 bằng chung vừa vậy đó. Đó. Và cục mốc này được cộng vào năm 2001 ha. À, 2001. 23 năm rồi. Thiêng liêng quá, Việt Nam. Việt Nam. Tại sao mình và bạn không cắm chung một cục mốc ta? Cắm chung ngay đó rồi mặt coi đây ghi là Trung Quốc và ghi Việt Nam á. Mốc của ai người đó bảo vệ. À. Nó thiêng liêng như vậy, ừ. Còn cái này là ranh giới chung thôi. Ừ. Còn cột mốc của ai người đó phải bảo vệ. Ừ. Đây là qua bên này này, một mặt này đứng đây này. Đá không mà trời. Đá này đá gì mà thấy ghê quá chung. Đá khối. Hả? Đá gì? Không biết ha. Đá khối các bạn. Nó khủng khiếp gì đó mà không biết nó đứt này đứt tự nhiên hay là đẹp này. Ừ. Mà nó xéo hình tôi không thích. Thôi bây giờ thích không thích gì nữa, tới giờ về về giùm tôi đi. Ok, và mình tranh thủ mình đi nữa. Ờ sắp về các bạn, sắp lên đường về quê rồi. Cho bạn Voi ở đây nghiên cứu rồi 3 năm sau quay lại rước. Trời ơi chị ơi. Em đi kiếm chị nãy giờ tính đâu chị qua bển rồi. Ở đây không có casino đâu nên tính đâu chị hưởng bán thận. Một túi tiền đấy em ạ. À. Bây giờ đủ 4 tay rồi nè. Bây giờ tiền đây không biết làm cái gì. 4 tay nè, mình dọn ra. Không biết làm gì. Mình dọn ra. Bánh tôi gì ăn. Mệt quá. Buồn thôi, chị chán rồi chị về, chị về đó chứ chị nản. Tiền không được xài. Chị ơi chị vừa. Nhìn được 4 cái khẩu trang. Chị vừa xả ra. Xin lỗi. Lên được. Chụp thở kìa. Đâu có em thở á chị. Mẹ em dặn có mệt cứ thở. Lúc mà không có thở được nữa. Tính khi không thở được nữa các hối hận hối tiếc. Chúng ta đang hít thở không khí biên giới. Hạnh phúc nha, thấy chữ Việt Nam mà thấy tự hào quá. Tiếng gì ghê. Tin đầu máy bay. Hù hù hù. Chưa. Đâu quay. Chưa bước qua nè. Tôi quay bạn bước qua nè. Biên giới đâu bay lại cam được. Mà tôi bay gọi hết rồi. Thôi chơi. Mày thấy bên đó không? Thấy. Ờ, mấy cái nhà đó là của Trung Quốc đó. Xong. Về thôi chị ơi. Về thôi. Nhìn lại lần nữa chỗ này ơi. Nhìn lại cái khe suối này các bạn. Cái khe này ở đằng kia cũng có gào luôn. Cũng là một biên giới luôn. Ranh giới tự nhiên luôn. Trời ơi. Trên đường tụi mình chở ga các bạn. Hồi nãy vô gấp quá quên để ý. Một ngôi nhà đã bị sạt lở đè banh hết trơn luôn các bạn. Giường chiếu rồi nằm trên kia hết. Trời ơi trời. Ghê. Chủ nhà họ giờ đi lên trên kia mất rồi. Ờ. Có ở đây. Trời ơi. Hôm trước có bị ảnh hưởng gì người không? Không sao ha, thoát kịp ha. Là đổ ầm 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 xuống luôn hả? Ghê quá trời luôn. Trời ơi trời. Mùi áp sắt nè. Như là này là còn nguyên luôn nè. Cái này là căn chòi trước đó đã có sẵn đó. Đang phơi luôn. Giường đằng kia mà, đây nguyên cái nhà đây nè, cái nền gạch còn đây mà. Có em bé nhỏ nữa nè, đang phơi gấu nè và cái bếp á. Ừ. Xình còn nguyên văn vô luôn nè. Trời ơi, đất ơi là đất, mẹ đâu mày xuống để giữ gì không biết nữa, nhỏ nhẹt luôn. Trời ơi. Đất còn lún nè. Lún mà, còn lún mà nước mà. Đây là cái mái nhà họ đây mà. Giường chiếu đằng kia này. Đất vẫn còn mềm lún nè. Nó xuống theo cái đường nước này nè em. Dạ đúng rồi. Cái đường nước nè.
nó xuống ào mầm nó bể cái đoạn đó đó, nó ào 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 xuống theo đường nước kìa. Chị kìa, chị chú nhà xuống rồi kìa. Nhà luôn hay lán chị? Nói chung là mình thành ở đây luôn này, lán thì lán ở đây luôn ấy. Nhà mình ở đây luôn à? Em bé ở nhà được với bố mẹ, nhưng kiểu là mình ở đây trong nhà không có hai mẹ con. Cái sao mà chạy được thì nó sạt rồi thì ngủ dậy dậy thì lại ra chạy à? ngủ dậy lại ra hả? Vâng, thì nó xong à, thôi như ngồi dậy á. Ủa, nó trước khi nó sạt nó kêu ầm ầm gì không? Không, nó bùm một phát giống như kiểu đất ở ngoài thổi vào, thế mở ra thì trong ngăn ngoài thì sạt hết rồi, còn ngăn trong nhà thì nó được một ít rồi thì mình lại chui ra được, thì ra tầm một tiếng thì nó sạt hết luôn. Thôi chị ơi, tại vì tụi em đi về xuống đây mà đi ngang đây thấy như vậy thì thôi, không có gì của ít lòng nhiều nhá. Dạ. Con chúc gửi chị là mua bánh cho cháu. Dạ, vâng. Trời xin ơi. Xin chị thông cảm nhé. Em cảm ơn nhé. Trời ơi, chạy ra cái ầm là ra kịp là phước chứ lắm. Mình đang ngủ hết cùng một phát hiện rung của nhà thì mới tỉnh rồi? Dậy thì hai mẹ con bí nhau ra. Chồng đâu trời ơi. Chồng đi làm. Chồng đi làm ở xa. Thế trong nhà vẫn còn con gấu. Thế bây giờ biên phòng sắp xếp cho tụi em ở đâu? Em lên chuyển lên mẹ chồng kỷ niệm với em chứ là chị Hiền nào. Cười nữa mình có quay lại đây xây dựng ở tiếp hay gì? Không, mình sợ lắm rồi. Sợ quá hả? Mà ngày trước là chỗ đó là con suối có sẵn chưa? Không. Nó không có suối, nó tự nhiên nó ụt xuống rồi. Ờ, à, nó bằng thẳng như cái gừng vậy ha, cái ầm cái xuống cái giờ lòi găng suối trong đó. Vâng. Tức là nước nó chảy ngầm ngầm trong đó ha. Vâng. Nó mới gây sạt lở. Vâng. Trời ơi, lượng đất đá nó đổ tới lộ nè. Nè. Xót xa. Chiếc xe của nhỏ nè. Ồ, chị là phước phần lớn lắm luôn á. Trời ơi trời. Thiên nhiên ơi là thiên nhiên. Đây, những cái thứ mà của nhà chị được thu dọn mang ra để sau này tận dụng lại các bạn. Chiếc chiếu, cái xẻng, cái xèn gì đó còn nguyên hết nè. Rồi, xin từ giả chị. Đoàn nhà mình lại tiếp tục phải lên đường trở về cho kịp giờ. Bye bye con, bye bye chị. Đi về. Em chào chị gái nghe. Chị gái đi bẻ trái gì ta? Quả gì vậy? Quả ổi. Trời ơi. Bán trái 100.000. Thôi trái thôi, xin trái thôi. Người ta bẻ cực khổ. Cảm ơn chị gái. Thôi 4 thằng 4 trái. Rồi, tạm biệt chị, mình đi nghe voi. Ồ, chuyện gì nữa vậy? Chị ấy có lòng tốt với ta. Dạ, chào bác. Dạ. Ờ, cảm ơn ông. Dạ. Cái gì trong đó vậy chị? Không. Ông có mấy quả hơn. À. Tưới tí xuống có mấy quả hồng mà ông cho. Thôi, ông để ăn. Ông để ăn không, đi. Tụi con ăn chung được rồi không? Con cái này rồi. Tụi con ăn chung với chung tụi con chung. Trời ơi, ông cho con coi cái hũ thôi ông. Trời ơi. Ông đi bộ hồi nãy giờ đó hả? Trời ơi. Bẻ cực khỏe khổ. Cả đoàn mình lấy một trái thôi. Trời ơi, tội nghiệp. Ủa cây đào ở đây bự quá chung. Cây đào này bự quá. May nó chưa sạt vào nhà. Ủa rồi ông đang đi đâu vậy ta? Ông từ tí xuống. Nhưng mà ông đi về nhà hay về gì? Đi cây trà củ gì? Chặt củi. Chặt củi. Dạ. Dạ. Ông đem đồ nghề đi chặt củi. Dạ. Chào ông. Voi à, ông đi chặt củi có mấy trái hồng để ăn lót bà dạ mà mày cũng lấy nó voi à. Rồi ok, lên đường. Bỏ con voi lại luôn, nó ham ăn quá. Wow, thật là kinh khủng. Coi chung nè. Kinh khủng quá Trung ơi. Sợ không? Sợ không? Không, bình thường. Bánh ăn bình thường. Dám ăn bình thường. Voi à, mày ăn hoài với voi. Lên xe. Mày ăn hoài. Đi. Xuống cái này nữa rồi tắt máy. Tụi mình sẽ quay về nhà trọ cho kịp nha các bạn. Ghê không voi? Voi à, sợ không voi? Rồi, bye bye, đợi chút xíu các bạn.
Ôi, mình mới hỏi anh nói là do gom này bị ướt phải đốt bỏ các bạn, không dùng được. Chứ bình thường nếu mà nó khô là vẫn để cho trâu ăn được thật hả anh? Dạ. Thế thì mùa đông này thì trâu không có gì ăn à? Thì vẫn để lại mà, cái nào khô thì vẫn lấy mà. Dạ. Nào khô phần... Thí dụ cái này mình phơi khô được không? Ồ, cái này thì không lấy được rồi. Ồ. Hỏng hết rồi. Hỏng hết, mục hết rồi các bạn. Thương không? Đủ thứ chuyện xảy ra luôn. Bảo ơi là bảo. Mày lại làm chi báo người ta không mà bảo. Nó mục nát hết trơn rồi, không thể ăn được các bạn. Ở đây đang quấn gom bó đem về, nhưng mà ảnh làm cọng dây bằng gom tuyệt là hay luôn. Bạn Voi đã học được nghề rồi. Cứ sẵn một chiều là cọng gom nó sẽ tự dính lại. Hay, hay quá, nó lòi ra hình nó luôn kìa. Làm được một sợi dây gom tuyệt vời bạn Voi ơi. Nhưng mà cọng dây của anh bự hơn của Voi rồi nghe. Trời ơi, chưa Voi ơi, hạ xuống mới thấy. Đây. Đó. Rồi bạn Voi thấy làm cọng dây cái gì, cái dòng mão trên dương miệng á. Vậy đó, đúng rồi. Hay quá Voi ơi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Còn đây là các anh và bác đây đang đập ra những hạt gạo. Bông lúa của mình màu đen ha. Hạt lúa nó màu đen gì đó các bạn. Dạ, cảm ơn. Thôi, cái này có gặt lại nữa không vậy? Không gặt lại nữa được. Trời ơi, nhưng mà nó còn nhiều lắm. Cái này nó... Nó bị lép rồi. Ôi, dạ, trời ơi, bạn nhỏ. Bạn nhỏ thật là hay luôn. Bữa nay Chủ nhật bạn nhỏ ra đồng giúp cha mẹ. Bạn Voi lại đang phá. Voi ơi, Voi phá cái gì Voi? Sao mình không xài máy suốt hả bác? Máy suốt về hết rồi. À, về hết rồi hả? Ừ. Ồ, mình không mướn kịp á ha. Voi ơi, văng ra ngoài không được. Mắc lúa người ta. Đập nhẹ nhẹ thôi. Ngày xưa là đập cái này thì mới có cái ăn ấy. À, phải đập như vậy. Bây giờ mới có máy móc ha. Bây giờ có máy móc nhưng mà bây giờ máy về hết rồi. Chết luôn hồn, bây giờ phải đập tay. Thiệt luôn. Non lắm. Cắt bằng tay như vậy thôi. Thổi ruộng nào mà xa xa quá là cắt còn cực, dắt lên còn cực nữa. Thế này mình gặt là một mùa có đủ ăn cho cả năm không ạ? Năm nào mà bị mùa thì đủ ăn, năm nào mà mất mùa thì lại không đủ ăn. Trời ơi, nghe anh chia sẻ không? Năm nào mà được mùa mới đủ ăn, đủ một năm. Còn nếu mà không đủ mà phải đi mua chợ về ăn thêm. Thì phải đi vay hàng xóm nhà nào có thôi. À, đi vay. Dạ. Dạ. Con trai học lớp mấy rồi? Lớp 5 ha. Ừ, mệt không con? Phải tự làm tự ăn như vậy đó các bạn. Đập nhẹ nhẹ văng ra ngoài hư của người ta nghe Voi. Đập vào tay nhé. Ờ, đập vào tay đó là báo người ta nữa đó Voi à. Văng ra quá Voi ơi. Người ta văng xuống mà, Voi văng lên trời. Đập một cái vũ 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 vũ. Đập bên này xong vũ bên này. À, đập bên đó, vũ bên đây. Đúng rồi. Ờ, cảm ơn bạn Voi, nhờ bạn Voi đập á mình mới nắm được kỹ thuật. Đập một bên, vũ một bên. Những hạt nào mà không lép thì... Nó lép mà nó không gớt ha. Dạ. Cái này nấu ra gạo trắng không anh? Không, cái này là gạo cẩm. À, nếp cẩm. Gạo nếp cẩm nha các bạn. Đây, đây, đây. Gạo nó đen mà. Ôi, gạo này ăn ngon nè. Đây là gạo nếp cẩm nè. Là mình dùng để ăn cơm hàng ngày luôn hả anh? Không, cái này không. Ngày lễ thì mới ăn. À, ngày lễ mới ăn các bạn, nếp cẩm. Đây chính là nếp cẩm. À, rồi ở dưới mình trồng nếp cẩm này tất cả luôn hay có trồng gạo trắng không? Có, gạo trắng nhiều hơn thì mới đủ ăn chứ. Dạ. Ăn ngày lễ thôi. À. Lễ là lễ của đồng bào mình đó anh hả? Cái này gọi là xôi nếp cẩm đây nè. Rồi mình một năm mình ăn được bao nhiêu ngày lễ của đồng bào mình? À, thì một năm có một hai lần lễ. Dạ. Lễ đó gọi là gì anh ha? Nhiều lễ lắm. Dạ. Lễ đầu năm. Dạ. Lễ cầu mùa. Ừ. Mấy cái lễ đấy lễ chính. Dạ. Người Tết, Tết truyền thống của dân tộc Hà Nhì mình á là chung với người Kinh em không?
Tết truyền thống của người Hà Nhì thì không chung. Không chung ha. Chỉ có 30 Tết thì mới chung thôi. Ừ, 30 Tết mới chung. Yeah. Ồ, để nhiều hạt còn non như thế này. Ui dồi ôi, còn ra sữa luôn này. Ra sữa luôn hả? Ờ, ha. Ra sữa luôn này. Nó chín không đều ấy. Anh ơi, rồi làm sao có được hạt gạo đập ra hay gì? Mấy này lúa thôi à, chừng nào ra gạo? À, thì như ngày xưa thì cho cối giã gạo giã, còn bây giờ thì có máy sát rồi. Dạ, dùng máy sát. Để khô. Dạ, dạ. Trời ơi, nhưng mà nó thực sự là anh quay ở đây nè. Ừ, gì nữa? Là cho người ta làm việc đi, trễ giờ rồi. Nó lẫn lộn hạt lon nó không. À, thì nữa anh vô máy á, cái nào là ấy là máy nó thổi ra hết à. Tội nghiệp anh quá à. Làm cực khổ luôn. Mình bệnh về để cho trâu bò ăn á anh ha. Dạ, trâu bò ăn. Trâu thôi, ở đây không có bò em quên. Chỉ nuôi trâu thôi. Anh ơi, hồi nãy trong kia bà anh kia nói là bị ướt quá là không có xài được, là phải đốt bỏ luôn hả? Khô như vậy nè mới xài được các bạn. Rồi xong rồi mọi người sẽ vác từng bệnh rồi về cắt vô nhà kho để dành. Đây là một nơi mà nhìn thấy rất nhiều điểm sạt lở các bạn. Những cái vệt mà vàng vàng đó chính là những cái sạt lở khủng khiếp luôn.